Thành phố Toledo kỷ niệm 400 năm ngày mất của danh họa El Raco. Tin từ Tây Ban Nha, Tây Ban Nha hiện đang có tổ chức kỷ niệm 400 năm ngày mất của El Raco, một trong những danh họa nổi tiếng nhất nước này ở thời Phục Hưng. Với hàng loạt cấp buổi triển lãm và hội thảo được diễn ra tại thành phố miền trung Toledo và thủ đô Madrid. Trong suốt nhiều thế kỷ, cái tên El Raco đã bị quên lãng và gần như biến mất ở Tây Ban Nha. Cho tới tận thế kỷ thứ 19, thời điểm mà những bức tranh của ông được khám phá trở lại bởi các họa sĩ đương đại, tên tuổi của El mới trở thành một điểm sáng trong văn hóa nghệ thuật quốc gia. Ông El có tên khai sinh là Domeniscus Tetocopoulos. Ông sinh ra ở Crete và hoạt động nghệ thuật ở Toledo từ năm 1577 cho tới khi qua đời vào năm 1614. Nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày mất của Gregor, hơn 100 bức tranh nổi tiếng theo phong cách của ông đã được quy tụ trong các triển lãm diễn ra tại Toledo. Được bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 cho tới ngày 14 tháng 6 năm nay, một trong những bức họa tiệc kiệt tác của Raquel là The Robin of Christ đã được treo phong trong phòng thánh của nhà thờ Toledo từ hơn 300 năm trước. Hồi năm ngoái, bức tranh cao tới 3 mét này đã được đưa tới Bảo tàng Quốc gia Prado ở Madrid để được phục chế ngoài những kỳ tác hiện đang được lưu giữ tại Toledo Rago còn có nhiều tác phẩm khác được trưng bày tại các bảo tàng như phòng tranh quốc gia London bảo tàng Lover và bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York việc quy tụ những tác phẩm nổi tiếng trên là một trong những dự án vô cùng đắt đỏ trong bối cảnh chính phủ Tây Ban Nha đang tiến hành cắt giảm ngân sách dành cho văn hóa và nghệ thuật phần lớn chi phí của dự án này đã được hỗ trợ bởi các cá nhân trong và ngoài nước Phong cách của ông Erago đã tạo thành ảnh hưởng đối với nhiều họa sĩ nổi tiếng sau này như Manet, Kosowska, Pollock và thậm chí Picasso cũng đã từng thừa nhận Erago là một trong những người thầy đầu tiên của ông và cũng là người đầu tiên sáng tạo ra xu hướng lập thể. Triển lãm nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày mất của ông Erago sẽ được diễn ra từ ngày 24 tháng 6 cho tới ngày 5 tháng 10 năm nay.